Bây giờ là chúng ta đang học Word và chúng ta muốn nhấn mạnh là tất cả những từ Word có trong văn bản được in đậm, được in nghiêng, được gạch chân, được tô màu đỏ. Như vậy các bạn thử làm cho thầy một cái Word in đậm, in nghiêng, rồi gạch chân, đi tìm cái gạch chân. Đúng không? Màu đỏ. Như vậy bạn làm một từ trong bao lâu? Và bạn làm tất cả các từ trong một cái file. Giả sử file của mình thì chỉ có một trang thôi, nhưng mà giả sử văn bản của các bạn có 100 trang, bạn muốn highlight những cái từ này lên hết. Như vậy mình làm như vậy sẽ rất là lâu, được chưa? Và mình sẽ Ctrl C cái từ mình cần thay thế. Ctrl H là nó mở cái bảng là File and Replace. Thấy được chưa? Mở cái bảng Ctrl H. Và ở phía dưới chúng ta cũng thay thế chính nó thôi. Ở phía trên từ Word, ở phía dưới cũng từ Word, không có dấu khoảng trắng, ở trên không có thì dưới cũng không có. Nhưng đồng thời các bạn sẽ thấy một cái bảng rất là gọn như thế này. Bình thường các bạn sẽ thấy gọn như thế này. Nhưng chúng ta sẽ mở rộng cái này more. Bình thường các bạn thay thế từ Word có thể là bằng một cái từ khác, chứ ai là thay thế bằng chính nó, đúng không? Nhưng cái của mình đang cần là thay thế về format, chứ không phải là thay thế từ đó. Mình muốn nó in đậm, in nghiêng, gạch chân, tô màu. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ chọn xuống phía dưới, chọn replace format, kịp không nào? Và trong format này thì nó có rất nhiều thứ, kể cả highlight. Ví dụ mình highlight cái từ này lên thôi, chứ mình không thay đổi gì hết, thì các bạn chọn highlight. Còn thầy thay đổi là font, thầy chọn là in đậm, in nghiêng, gạch chân, rồi màu chữ thầy chọn màu đỏ, ví dụ như vậy. Rồi inline thầy chọn màu xanh để cho nó đặc biệt, tức là nó nhiều thứ thay đổi cùng lúc. Và ok, sau khi mình chọn ok rồi, các bạn chọn ở đây replace. Như vậy mình có thể là replace thì nó sẽ tìm đến những từ tiếp theo mình có thay thế hay không. Còn nếu như mình reload thì nó sẽ thay thế tất cả bộ từ có bên trong. Ok, và có tổng cộng 9 từ được thay thế. 9 từ được thay thế. Và chúng ta ok. Như vậy văn bản của chúng ta ngắn chỉ có một trang mà đến 9 từ, chứ 10 trang là 90 từ. Và lúc đó chúng ta mới thấy cái công việc của chúng ta cực kỳ hiệu quả. Được chưa? Là thay thế format một cái cụm từ nào đó theo ý của chúng ta một cách nhanh chóng.